chúng tôi là gia đình ngón tay. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chị, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Chúng tôi là gia đình ngón tay. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O, và trên trang trại vài ba con gà E-I-E-I-O. Gà thì kêu chích chích và gà kêu chích chích, đây chích kia chích khắp mọi nơi chích chích. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O, ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O, và trên trang trại vài chú chó già E-I-E-I-O. Chó thì kêu gâu gâu và chó kêu gâu gâu, đây gâu kia gâu khắp mọi nơi gâu gâu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O, ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O, và trên trang trại vài ba con lợn E-I-E-I-O. Lợn thì kêu ấn ấn và lợn kêu ấn ấn,
đây ơi kia ơi khắp mọi nơi ơi ơi ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O và trên trang trại vài ba con ngựa E-I-E-I-O người thì đi bên đây và người thì bên kia đây hi kia hi khắp mọi nơi hi hi McDonald có một trang trại E-I-E-I-O ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O và trên trang trại vài ba con bò E-I-E-I-O bò thì kêu mu mu và bò kêu mu mu đây mu kia mu khắp mọi nơi mu mu ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O và trên trang trại vài ba con vịt E-I-E-I-O vịt thì kêu quack quack và vịt kêu quack quack đây quack kia quack khắp mọi nơi quack quack ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Hai buộc dây dây đi, ba bốn gọi cánh cửa to, năm sáu nhặt que lên đi, bảy tám chạy chung ra sân, chín mười một chú gà béo, mười một mười hai đào và rơi, mười ba mười bốn nhân viên phục vụ, mười lăm mười sáu họ trong nhà bếp, mười bảy mười tám họ cởi thức ăn, mười chín hai mươi dìa trong chân rồi. Một hai buộc dây dây đi, ba bốn gọi cánh cửa to, năm sáu nhặt que lên đi, bảy tám chạy chung ra sân, chín mười một chú gà béo, mười một mười hai đào và sợi, mười ba mười bốn nhân viên phục vụ, mười lăm mười sáu họ trong nhà bếp, mười bảy mười tám họ chờ thức ăn, mười chín hai mươi dìa trong chân rồi. Năm bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Hai bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, một bé ngã lăn và đập vào đầu, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Một bé trẻ con trên giường nhảy lon ton, làm bé ngã lăn và đập vào đầu, mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là bé con trên giường không được nhảy lon ton. Thật đáng thương, hôm thi đùm thi anh ấy luôn bị ngã. Thùm thi ngồi trên bức tường,
Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể kẹp Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể kẹp Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể kẹp Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường, những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể kẹp Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Chuck và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Chuck ngã lăn và nói đau đau, và Jill cùng tiếp tục ngã lăn. Lúc đó anh Chuck thì nói với Jill, hãy nắm tay anh và đừng dậy. Thôi thì cuối đi, mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Chuck và Jill cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ, mang nước sạch trong về cho mẹ yêu. Cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Chắc bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bác của Chắc băng đầu anh ấy với dâm ăn và dây nâu. Và Chiêu nhìn thấy cô ấy cười to, nhìn thấy giật quân quanh trên đầu. Chiêu bị mẹ la đánh đòn thật đau, bởi cười anh giặc đang khổ đau. Tất cả lên xe buýt nào. Tất cả lên xe buýt quay tròn quay tròn, quay xung quanh quay vòng tròn. Tất cả lên xe buýt quay tròn quay tròn, đi về thành phố. Gạt nước trên xe buýt quay vu quay vu, quay vu vu quay vu vu. Gạt nước trên xe buýt quay vu quay vu, đi về thành phố. Người trên xe buýt thì chát chát chát, chát chát chát, chuyên chuyên cho người trên xe buýt thì chát chát chát, đi về thành phố. Gọi trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp. Gọi trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, đi về thành phố. Những đứa trẻ trên xe buýt khóc oa oa oa, oa oa oa, oa oa oa. Những đứa trẻ trên xe buýt khóc oa oa oa, đi về thành phố. Những bà mẹ trên xe buýt thì ch 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 ch. Những bà mẹ trên xe buýt ch 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 ch, đi về thành phố. Tất cả bánh xe buýt quay tròn quay tròn, quay xung quanh quay vòng tròn. Tất cả bánh xe buýt quay tròn quay tròn, đi về thành phố. Năm chú chó con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la, cho con trên giường không được nhảy lon ton. Bốn chú cho con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la, cho con trên giường không được nhảy lon ton. Ba chú cho con trên giường nhảy lon ton,
một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: cho con trên giường không được nhảy lon ton. Hai chú cho con trên giường nhảy lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: cho con trên giường không được nhảy lon ton. Một chú cho con trên giường nhảy lon ton, làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ la: cho con trên giường không được nhảy lon ton. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny dân papa, ăn đường phải không không papa, nói lào phải không không papa, mở miệng ra mau ha ha ha. Johnny, con đang làm gì vậy? Johnny, Johnny dân papa, ăn đường phải không không papa, nói lào phải không không papa, mở miệng ra mau ha ha ha. Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo sau. Chú theo Mary đi học một ngày, học một ngày, học một ngày. Chú theo Mary đi học một ngày, như thế không đúng bao giờ. Cừu con chơi đùa cùng với bọn trẻ, chơi rất vui, cười rất nhiều. Cừu con chơi đùa cùng với bọn trẻ, vì thấy cừu con ở trường. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, đi ra xa, đi ra xa. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, nhưng chú vẫn nan ở lại. Chú vẫn chờ kiên nhân ở đó, kiên kiên kiên, nhân nhân nhân. Chú vẫn chờ kiên nhân ở đó, đến khi Mary ra về. Tại sao cô thương yêu thương Mary, thương Mary, yêu Mary? Tại sao cô thương yêu thương Mary? Trẻ con thắc mắc hỏi cô. Bởi Mary thương yêu thương cứu con, bạn ấy biết, cứu con biết. Bởi Mary thương yêu thương cứu con, cô giáo nói với học trò. Mary có một chú cứu con, chú cứu con, chú cứu con. Mary có một chú cứu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo sau. Có 10 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Chín, chín. Có trên bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Tám, tám. Có 8 bạn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi. Và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Bảy, bảy.
có bầy bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Sáu, sáu, còn sáu bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Năm, năm, còn năm bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Bốn, bốn, có bốn bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Ba, ba, có ba bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Hai, hai, có hai bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Một, một, có một bạn trên giường và bạn lại lát to. Chúc ngủ ngon. Chúng mình là các dạng hình học, bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Tôi là hình vuông, tôi là hình vuông, bạn sẽ thấy tôi ở khắp nơi. Tôi có bốn góc xung quanh và tôi là hình vuông. Tôi hình tròn xoe, tôi hình tròn xoe, tôi lăn tròn xoe xung quanh. Tôi chỉ có một cạnh thôi và tôi là hình tròn. Tôi là tam giác, tôi hình tam giác, tôi có ba đỉnh trên đầu. Tôi có ba bên hông và tôi là hình tam giác. Chúng mình là các dạng hình học, bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Tôi là chữ nhật, tôi hình chữ nhật, tôi trông giống như hình vuông, nhưng tôi cao hơn hình vuông và tôi là hình chữ nhật. Tôi là ngôi sao, tôi hình ngôi sao, bạn sẽ thấy tôi ở trên trời. Tôi có đến năm cánh tay và tôi là hình ngôi sao. Tôi hình tim, hình trái tim, tôi cong và rất thông minh. Tôi cũng rất đáng yêu và tôi là hình trái tim. Tôi là kim cương, tôi hình kim cương, trên nhẫn bạn sẽ thấy tôi. Tôi bóng và rất trói trang và tôi là hình kim cương. Chúng mình là các dạng hình học, bạn có thể thấy chúng tôi ở khắp mọi nơi. Chúng mình là những dạng hình học. Mèo thì kêu mèo, mèo mèo mèo, chó thì kêu gâu, gâu gâu gâu, con chuột thì kêu chít, chít chít chít, và rồi thì kêu va va va. Người thì hì vang, hi hi hi, lần thì kêu in, in in in, con cụ thì kêu bé, bé bé bé, và bò thì kêu mu mu mu. Đây là những âm thanh thú vật, đây là những âm thanh thú vật. Gà thì kêu lắc lắc lắc, vịt thì kêu kêu gà bô gà bô gà bô. Con voi kêu i i i, đười ơi kêu khịch khịch khịch, hà mà gầm vang ô ô ô, sư tử gầm vang gừ 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 gừ. Đây là những âm thanh thú vật, đây là những âm thanh thú vật. Gà voi hạt quạc quạc. Đây là những âm thanh thú vật, đây là những âm thanh thú vật. Cu thì kêu cu, cu cu cu, vẹt thì
thì kèo quá 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 quá, chim cu kêu cu 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 cu. Hàm tơ kêu chít 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 chít, lần rừng kêu ốt 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 ốt, con lừa thì kêu heo heo hi heo, ngựa vàng hi hi vàng hi hi hi. Đây là những âm thanh thú vật, đây là những âm thanh thú vật. Linh cầu cười to ha ha ha, răng thì kêu swish 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 swish, câu giò thì kêu gâu 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 gâu, cho soi thì chú lần ghi nè kêu chít chít chít, ếch thì kêu ấp 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 ấp, sọc thì nghiện răng chít chít chít, và ông kêu vu 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 vu. Đây là những âm thanh thú vật, đây là những âm thanh thú vật. Hãy tìm hiểu về những từ trái nghĩa. Vui vẻ, buồn, to lớn, nhỏ. Nóng, lạnh, xa, gần, đêm, ngày, ngắn, dài, xin chào, tạm biệt. Đó là không khí của mùa thu, hãy tận hưởng nó. Bạn có thấy không khí se se lạnh vây quanh đây, mùa thu đang về. Nào ta cùng dạo chơi đi xung quanh đường đó, xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Vì sô-cô-la thật tốt ngay bây giờ, ngồi trong công viên nhìn thấy những con vịt. Nào ta cùng dạo chơi đi xung quanh tường đó, xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Trên mặt đất những chiếc lá kêu lao xào, kêu những bước chân kêu vũ nhảy xung quanh. Nào ta cùng dạo chơi đi xung quanh tường đó, xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Tôi tận hưởng không khí mùa thu với bạn bè và gia đình tôi. Bạn có thấy chiếc lá vừa lìa cành và khu rừng kia dựng sắc nâu cam. Nào ta cùng dạo chơi đi xung quanh tường đó, xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Vì sô-cô-la thật tốt ngay bây giờ, ôi trong công viên nhìn thấy những con vịt. Nào ta cùng dạo chơi đi xung quanh tường đó, xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Trên mặt đất những chiếc lá kêu lao xào, như những bước chân kêu vũ nhảy xung quanh. Nào ta cùng dạo chơi đi xung quanh tường đó, xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Xem sắc màu tuyệt vời của mùa thu. Vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quắc 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 quắc, nhưng có bố chú vịt cùng nhau quay về. Bốn chú vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quắc 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 quắc, nhưng có ba chú vịt cùng nhau quay về. Ba chú vịt còn đi bơi trong ngày,
bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt tôi về quạc 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 quạc, nhưng có hai chú vịt cùng nhau quay về. Hai chú vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt tôi về quạc 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 quạc, nhưng có một chú vịt quay về mà thôi. Một chú vịt còn đi bơi trong ngày, bơi đi xa xa ngọn đồi. Mẹ vịt gọi về quạc 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 quạc, nhưng tất cả năm chú vịt cùng nhau quay về. Xin chào ngày vui vẻ. Khi mọi người quanh ta thấy tốt, ăn bánh mì và khoai tây chín, đó là lúc ông vui vẻ ở quanh ta. Khi mọi người quanh ta thấy tốt, ăn bánh mì và khoai tây chín, đó là lúc ông vui vẻ ở quanh ta. Nào ta hát bài hát vui vẻ, cùng cười lên cho tươi trẻ. Nào ta hát bài hát vui vẻ cho cả ngày. Khi mọi người quanh ta tốt và đẹp, đó là lúc ông vui vẻ ở quanh ta. Khi mẹ cha không còn bên ta, ta cô đơn và rất là tệ, đó là lúc ông buồn bã ở quanh ta. Khi mẹ cha không còn bên ta, ta cô đơn và rất là tệ, đó là lúc ông buồn bã ở quanh ta. Bạn cảm thấy buồn và tủi, muốn khóc lên cho vơi sầu, nhưng buồn tôi sẽ không lâu, tôi hứa đây. Khi mẹ cha không còn bên chúng ta, đó là lúc ông buồn bã ở quanh ta. Bạn ích kỷ bạn không chia sẻ, con gấu bông em mai đang yêu, đó là lúc ông tham lam đã đến đây. Bạn ích kỷ bạn không chia sẻ, con gấu bông em mai đang yêu, đó là lúc ông tham lam đã đến đây. Và bạn chỉ muốn nó là của bạn, bạn không muốn bất cứ ai vui vẻ, bởi gấu đó là của bạn, nói và làm. Bạn ích kỷ bạn không biết chia sẻ, đó là lúc ông tham lam đã ở đây. Khi ta thấy côn trùng nhỏ xíu, nó rơi xuống trong thùng kem ngọt, đó là lúc ông nổi giận đã đến đây. Khi ta thấy côn trùng nhỏ xíu, nó rơi xuống trong thùng kem ngọt, đó là lúc ông nổi giận đã đến đây. Và bạn rất muốn dẫm chân và la to với mọi người, nhưng điều đó không giúp được gì, không ích chi. Khi ta thấy côn trùng nó nhỏ xíu, đó là lúc ông nổi giận đã đến đây.